Kính thưa quý vị và các bạn, tháng 5 lại về rồi. Tháng 5 là tháng mà lòng đạo đức của giáo dân đã kính dâng cách riêng cho Đức Mẹ. Đó là cái dịp mà để bày tỏ niềm tin và lòng kính mến của người Công giáo khắp nơi trên thế giới. Đối với Đức Mẹ, Nữ Vương Thiên Đàng, Mẹ Maria, trong tháng này, các Kitô hữu ở các cái thánh đường cũng như nơi tư gia dâng lên Mẹ Maria từ tấm lòng của họ với những lời cầu nguyện, tôn kính xuất sắc, mến yêu một cách đặc biệt. Trong tháng này, những ân phúc của Thiên Chúa Nhân Từ cũng đổ tràn lên chúng ta từ tòa ngai vàng của Đức Mẹ. Là người Công giáo tại Việt Nam, nhất là những ai đã lớn lên trong một xứ đạo miền Bắc, miền Trung hoặc miền Nam, có lẽ không ai xa lạ gì những sinh hoạt tôn giáo trong tháng 5, tháng hoa dâng Đức Mẹ. Khi những hoa xanh, đỏ, tím, vàng nở rộ trên cánh đồng, thì con cái mẹ cũng chuẩn bị cho những đội hoa, những cuộc rước kiệu để tôn vinh mẹ trên trời, những điệu ca quen thuộc triều mến bỗng trỗi dậy trong tâm hồn một cách thân thương. Đây tháng hoa, chúng con trung thành thật thà, dâng tiếng hoa lòng mến, lời cung chúc, hương sắc bay tỏa ngát nhang mẹ, diễm phúc, muôn tháng mẹ không nhòa. Kính thưa quý vị và các bạn, đây là một cái góc nhỏ của tháng hoa của giáo xứ chúng tôi do các em của kính dâng lên. Kính thưa quý vị và các bạn, với cái tâm tình của một tháng hoa, chúng tôi có dịp ghi lại một cái góc nhỏ của sinh hoạt giáo xứ Bắc Hà. Xin mời quý vị và các bạn đón xem. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trở nên những đóa hoa tươi thắm hương danh thức trong mọi biến cố của cuộc đời.
Lạy mẹ Maria.